Lan Vy xin mến chào quý vị và các bạn. Hôm nay Lan Vy chia sẻ khi mà trồng rau ở trong cái thùng nhựa đó, tùy theo cái loại rau mà mình khoét cái lỗ ở dưới cái thùng nhựa nha các bạn. Trước tiên thì Lan Vy mua những cái thùng nhựa này ở Big Lot. Hơi tối tối rồi mình nhớ lại cái vườn rau của mình á, mình ghé đó mình mua cái thùng về. Rồi bây giờ mình sẽ chia sẻ cái cách mà mình khoét lỗ tùy theo loại rau Lan Vy thấy có hiệu quả, cho nên hôm nay Lan Vy chia sẻ cho các bạn xem nha. Đi vô ở trong đây Lan Vy tìm, đi qua bên đây rồi gặp rồi. Đây những cái chậu này á, Lan Vy nghĩ là mình trồng rất là tiện lợi. Cái này là cái thùng của người ta đựng đồ nhưng mà Lan Vy thấy rất là rẻ cho nên Lan Vy mua về mình vừa lỗ xong rồi mình trồng cũng được. Đang đứng xếp hàng rồi mình để lên đây mình tính tiền. Okay, thank you. Okay. Thank you. Yeah, you're welcome. Một cái chậu này á Lan Vy chỉ mua 5 đồng mấy. Giờ mình chở ra xe đỏ đèn rồi các bạn ơi. Bây giờ trở lại mấy cái chậu rau của Lan Vy nè. Hôm nay á Lan Vy trồng thấy có kết quả cho nên Lan Vy muốn chia sẻ. Thí dụ như rau rau ngò ôm nè các bạn. Lan Vy trồng ở trong này, rau ngò ôm là cái loại mà nó cần nước xem xét nha các bạn. Cho nên á Lan Vy dùi lỗ bốn góc bốn lỗ, một lỗ khoảng chừng đầu múc đũa nhỏ thôi để cho cái độ rút nước á, nó rất là chậm. Cái này là Lan Vy chưa có tưới nè, nguyên một đêm rồi Lan Vy chưa có tưới. Thì khi mà mình tưới á, cái nước lúc nào nó cũng xem xét mà nó rút đi rất là chậm, cho nên á, cái rau á, nó mới dễ tốt hơn. Rau này Lan Vy mới vừa trồng thôi, trồng cũng không có bao lâu. Còn nếu mà mình không có khoan lỗ á, thì cái rau á, lâu ngày cái nước nó chứa lại lâu ngày á, nó bị cũ cho nên nó không có tốt cho rau. Cho nên á, mình làm cái cách này á, Lan Vy thấy nó hơi hay hay, Lan Vy muốn chia sẻ cho mọi người. Cái đó là rau cần nước. Rau cần nước trồng cũng tương tự như rau ôm nha các bạn. Mình cũng khoét cái lỗ nhỏ nhỏ giống như là Lan Vy đã chia sẻ ở bên cái chậu rau ôm đó. Rồi trồng cái rau này rất là tốt luôn. Trồng rau càng cua á, Lan Vy cũng khoét lỗ giống như vậy luôn, là mỗi một lỗ á, là khoảng 3 múc đũa mà khoét 4 góc nha các bạn. Hôm nay á, rau càng cua á, Lan Vy đem vô cái bóng râm nè, thì Lan Vy thấy nó thay đổi cái lá á, các bạn. Hôm lúc trước á, ở bên ngoài á, nắng nó cháy lá, hôm nay á, Lan Vy thấy nó xanh mượt mà trở lại rồi. Lan Vy nghĩ là nó nằm ở trong gốc cây này rất là tốt. Lan Vy cũng bứng ra chút xíu để cho bạn bè của mình rồi. Cải xà lách đó Lan Vy cũng khoét lỗ hơi lớn lớn để tưới cho nó thoát nước đi. Hôm nay á, nó lên rất là tốt luôn rồi. Ở bên này là chậu rau lan. Chậu rau lan á, Lan Vy dùi lỗ cái chậu á, cũng giống ở bên chậu cải xà lách son vậy đó các bạn. Dùi cái lỗ hơi lớn lớn lên một chút để cho thoát nước, tại vì rau lan không có cần phải giữ nước xem xét ha. Rau lan này á, Lan Vy mua ở chợ về ăn lá xong Lan Vy lấy cái cọng á, Lan Vy ghim xuống nè, hôm nay á, nó lú tượt lên rồi. Nếu mà mình không có gấp á, mình làm cái củ cho ra lá, còn Lan Vy á, gấp trồng rau lan cho nên á, Lan Vy mua rau lan ở chợ về xong Lan Vy lấy cái cọng Lan Vy ghim xuống cho lẹ hơn. Có những loại á, Lan Vy cần trồng nhiều cho nên á, Lan Vy mua cái chậu lớn này để dời vô trồng. Còn có những loại á, Lan Vy trồng cái chậu nhỏ giống như là dâu tây nè, Lan Vy dời ra những cái chậu nhỏ mà Lan Vy trồng á, thấy có trái có bông rất là nhiều, Lan Vy thích. Hôm nay á, Lan Vy thấy có cái trái này nè, nó chín đỏ luôn, sẵn ở đây Lan Vy thu hoạch luôn cái trái này, thấy thiệt là thích luôn á các bạn. Giờ mình bẻ nha, bẻ đó đây nè, trái dâu này thiệt là mê luôn. Nhìn thấy đẹp quá ha. Dâu tây này á, có trái lên nhìn thấy cũng đẹp mắt lắm. Trái này to nhất nè. Thu hoạch luôn mấy cái dâu tây này. Đây, trái này to nhất.
thấy thích dễ sợ luôn á nè. Đó, và trái bên đây, trái bên đây nhỏ hơn đây, thu hoạch luôn trái này, hồi trái này để lại, và trái đây, trái bên đây thu hoạch trái này luôn. Rồi trái ở trên này, chậu bên đây á, dâu chưa chín, mình phải chờ kỳ tới. Táo tàu này á, Lan Vy thấy cái trái lớn rất là lẹ luôn. Mỗi một lần á, Lan Vy quay phim á, Lan Vy thấy nó lớn, nó khác liền à. Không những trồng ở chậu mà Lan Vy có cái cây giống mà dư á, Lan Vy trồng ở ngoài này nè các bạn. Trồng ngoài này Lan Vy không có thích khe lắm, Lan Vy chỉ tưới nước thôi. Ở đây á, Lan Vy trồng cái dây này gọi là dây dưa hoàng kim đó các bạn. Dây dưa hoàng kim Lan Vy hôm nay á, thấy có trái nè các bạn. Đó, cái trái nhỏ nhỏ nè. Đây, trái nhỏ nhỏ ha. Ở trong đây cái trái này chín rồi. Trái này á, Lan Vy nghĩ thu hoạch được rồi, Lan Vy bẻ vô luôn. Đó, đây nè. Bẻ, cái trái này là trái đầu mùa. Qua mé bên này á, cái bông artiso á, hôm nay nở rồi nè các bạn. Đó, nó nở ra nhìn cái màu rất là đẹp luôn. Mỗi một lúc á, nó chuyển cái màu liên tục. Ở bên kia là cái màu khác, ở bên đây là cái màu khác nè. Cái màu này nó tím tím lên nhìn đẹp quá. Rồi ở đây nè, cái bông này á, là nó mới nở, lại là một cái màu khác nữa. Con lựa cái trái nào mà chín á, mình hái trước nha con. Đây con lựa ra, coi trái nào chín nhất. Đây mấy cái trái này nè, hái bỏ vô thau đi con. Làm nào. Hái bỏ thau. Vincent với Anderson hôm nay ra hái trái cây phụ với Lan Vy. Hai đứa con trai ra hái nè. Hái say mê luôn. Rồi, bên đây có không? Có bao nhiêu đây à hả? Mình qua bên kia đi. Đây nè, con lên đây nè. Mé bên đây nè. Đó, con cao quá, con hái dễ hơn. Qua mé bên đây nè con, đi qua bên đây nè. Đây nè, ở đây trái nhiều lắm nè. Đó, đây nè. Đó, mấy cái trái này chín đỏ hết rồi. Mình hái ở đây đi. Oh my god. Oh, cái trái này ngon quá mẹ. Oh, vậy hả? Dạ. Ở trên kia nữa kìa con. Đó. Đây đó, đúng rồi. Ở trên kia, đó trái đó, cứng rồi. Trời ơi, bỏ vô nãy giờ một thao rồi đó. ngon hả con? Dạ, ngon mà. Ok. Đó, ở trên kia nữa kìa. Con coi trái nào đó. Đó, trái đó chín đỏ luôn, ở trong kia kìa. Đó. Nè, cái trái này ngon quá nè. Ok. Hái đi con, trái nào ngon đó, trái nào ngon hái đi con. Em xin hái trái nào vậy con? Đó. Hái nữa đi con. Nhìn vui quá hả con? Tha hồ hái. cái trái ở đấy ngon mẹ. Đâu con? Ở đây mẹ. Ở đây hả? Dạ. Mẹ thấy ở đây nữa nè. Qua bên đây nè con. Đó, lòn ở đây nè. Đây nè. Ở trên này nè con. Trái này ngon lắm nè. Lòn cái tay lên. Đây nè con. Đây nè, mấy đây nè. Đó. Đây nè. Đó, lòn tay vô con. Cái trái đấy ngon nhiều lắm mẹ. Vậy hả?
Dạ. Trái nào ngon bẻ đi con. Rồi mặt trời nay nó nắng nó chói vô rồi. Con đi vô phía trong á, con hái coi coi trái nào. Ô trái đó đó hả? Con lựa trái nào chín đó nha. Quá chừng luôn ha, bữa nay nó chín quá chừng luôn rồi. Đó, ở trong kia kìa, con lựa trái nào nó chín đó. Cái này vô làm gì con, xay sinh tố được không? Cái này xay sinh tố uống được không? Con có biết chứ cứ ăn không rồi. Ăn hả? Dạ, ăn không thôi. Chứ không có xay sinh tố hả con? Dạ, không có xay sinh tố. Kìa kìa, đó ở trên kia, đó hái. Con lựa cái trái nào mà nó chín đó nha con. Dạ mẹ. Ok. Rồi mình leo lên đây, Anson hái với mẹ ha. Còn Vincent á thì cầm cái thao, cầm thao đó nha. Hái mấy trái này ngon nè. Đây. Rồi đưa thao lên con, đưa lên. Đây mà để vô ha. Rồi. Đậy thao rồi con ơi. Đậy thao rồi. Cái trái này ngon quá. Cũng đầy rồi ha con. Rồi đi vô đây coi còn chỗ nào nữa không. Ở đây nè con. Đó mấy cái trái này á, mình hái đây trái này nè. Thôi bao nhiêu đây được rồi đó. Thì mẹ rất là vui khi mà hái trái cây chung với mấy con. Hạnh phúc nhất là ở gần bên các con. Đây hái được bao nhiêu đây rồi nè các bạn. Bao nhiêu đây á, là mình cũng đủ dùng rồi. Bao nhiêu đây đủ dùng một ngày nay rồi hả con? Dạ đủ. Con ăn hết không? Ăn hết rồi. Video của Lan Vi đến đây xin tạm dừng. Xin cầu chúc các bạn được nhiều sức khỏe, bình an. Và hẹn gặp lại các bạn những video sau. Xin chào tạm biệt. Bye bye. Con với Lan Vi vô nhà hết rồi. Lan Vi ở đây một mình. Giờ Lan Vi cũng hái thử coi hôm nay nó ngọt ra sao nha các bạn. Thổi thổi cái này á, nó chín rồi á, mình tách ra mình ăn, mình khỏi rửa cũng được. Đứng ở đây ăn mình nhớ người nhà quá các bạn ơi. Hôm nay nó ngọt cực kỳ luôn, ngọt thiệt là ngọt luôn á các bạn. Ngon quá. Ngọt quá chừng luôn.